làm gì? Cứ răng lên, một số đi vào, một số cứ ở đây mà răng. Cầm căn căn cái góc này lên về. Quanh đi quần này là nó lôi thời gian để cho mình khỏi bầu ấy ở đây thôi. Đấy cho nên là vào quanh con chỉ có thế thôi, cho nên đừng có vào. Sao tại sao buổi sáng nó không mời mình vào? Cái chỗ này nó cứ bị gập xuống đấy. Cái này bé quá, cái ngắn quá. Không, thế này là được rồi. Chị hiểu rồi, nhưng mà có nghĩa rằng là đáng ra ấy là phải cho cái dài dài thì mình dâng mà không mỏi. Em hiểu chưa? Ừ. Mười mấy cuộc họp phải ăn thôi. Chưa xong, mẹ mày cả dì Yến đang đây. Đây nhá, quay cái đôi chân son của chị Vân thịt bò nhá. Đây là Vân thịt bò. Đây chị Vân thịt bò. Đấy,
một phản thịt mà để ở nhà để đến đây để đòi hỏi quyền lợi riêng của mọi người đây. Chỉ còn hai ba ấy đã xong. Thì đi ra đây thì thế là nó hết đông thì nó thôi. Đây là một đám nhân quan ba miền đang lại chỗ văn phòng quốc hội. Đứng ở đây đi các chị ơi. Đứng ở đây. Đấy, đứng luôn đi. Dân quan Trường Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2 yêu cầu đại biểu quốc hội phải vào cuộc thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả lại cho dân quan của bà Trương Thị Yến. Yêu cầu đại biểu quốc hội phải vào cuộc thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả lại cho bà Trương Thị Yến. Vì đất đó đã sai 100% rồi, một dự án 3 năm không hoàn chỉnh phải thu hồi, mà có văn bản 7723. Vậy mà Nguyễn Thành Phong không thi hành. Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật. Nguyễn Thành Phong ngồi xổm trên pháp luật. Coi công lý không cái gì. Sao mà mấy bà không lợi, mấy không bà lợi tập trung lại đợi đây, lợi đây. Yêu cầu đại biểu quốc hội bà chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và những đại biểu quốc hội phải vào cuộc về vụ dân quan Trường Thịnh thu hồi đất Trường Thịnh để trả lại cho dân chúng tôi. Vì 16 năm không thực hiện được một dự án không hoàn chỉnh mà đất của dân chúng tôi thì đất dân cư, đất ngoài ranh, các chị thu hồi trái pháp luật thì yêu cầu phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh để trả lại cho bà con dân quan chúng tôi một cách minh bạch, công khai, rõ ràng. Đi lại đẳng luôn đi. Chung ở đây đi làm gì mà đi đâu qua trời. Yêu cầu đại biểu quốc hội Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Bình phải vào cuộc về đất thu hồi đất công ty Trường Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để trả quyền lợi cho nhân dân chúng tôi. Ở đây tất cả bà con là ba miền đó. Đây những người dân quan ba miền họ gào như sấm sét
mà Quốc hội có thấy hay không? Đây, ôi chồng ơi cô, đây là những tiếng kêu ai oán của những người dân mất đất mất nhà, yêu cầu đại biểu Quốc hội vào cuộc và giúp đỡ những người dân quan. Những tiếng kêu ai oán đau lòng thế ruột, chỉ yêu cầu đại biểu Quốc hội và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải vào cuộc giúp đỡ những người dân quan này. Thấy là đau lòng quá. Đây là tất cả bà con dân quan ba miền. Đại biểu Quốc hội ơi, phải vào cuộc đi để giúp đỡ những người dân quan chúng tôi. Trả mái nhà miếng đất lại cho bà con chúng tôi có một đời sống ổn định, không còn ra đây nữa để bà con chúng tôi ra đây khổ lắm. Mỗi lần đi là năm không bảo vệ được dân mà đi bảo vệ cho những quân ăn cướp đất là tham nhũng. Tỉnh An Giang, một Võ Thanh Tâm phó chủ tịch cướp đất phân lô bán nền năm 1997, đất và nhà. Đây những anh em công an bảo vệ hình sự đang đưa bà con dân quan ba miền lên xe đấy. Bà con ơi, chiếc xe này bít bùng giống xe tù quá bà con ơi. Chúng tôi không biết là chúng tôi sẽ về đâu nữa. Bây giờ chiếc xe này xe bít bùng và có 4 camera. 25 km thôi. Chúng ta có thể đi taxi nè, hoặc bằng xe máy. Cũng đi đi này cũng khá dễ thôi. Đi về. Chưa có hết rồi, công an xuống nào còn hết rồi lên đây luôn. Còn bị có nữa. Đây là những người dân quan ba miền đủ thứ tỉnh hết. An Giang, Đắk Lắk. Dân kiện này ngoan thiệt, không lên xe cái lịch. Đủ thứ ba miền, miền nào cũng có, miền Nam có, miền Bắc có, miền Trung có. Tôi hỏi, tôi là một dân quan hỏi đại biểu Quốc hội và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Vậy cho những người dân quan chúng tôi như thế này, bao giờ mới giải quyết dứt điểm
và bao giờ mới trả đất trả nhà cho chúng tôi. Chúng tôi muốn biết tại sao một cái đất nước mà để người dân chúng tôi phải khổ nằm than như thế này. Yêu cầu đại biểu quốc hội là đại diện cho người dân và lấy sự công bằng trong sạch và đòi quyền lợi cho người dân chúng tôi, chứ không phải đại biểu quốc hội là một cái bù nhìn. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, các vị phải vào cuộc và giúp đỡ những người dân quan chúng tôi, giúp đỡ những người dân quan của tôi khốn khổ lầm than như thế này. Những bà già 70-80 tuổi từ Nam ra Bắc, rồi Bắc cũng có, Trung cũng có, vậy mà tất cả những các chính quyền lãnh đạo ở Trung ương làm ngơ, vô cảm, không nghĩ đến người dân. Trời mưa cũng có, trời nắng cũng có, lầm than cũng có, đói khát cũng có, rét nước cũng có. Không biết là chú số 1 Ngô Thị Nhậm bao giờ mới hết những cái trò lụp sụp, bao giờ mới hết những người dân quan khốn khổ như chúng tôi. Tôi xin là tất cả từ đại biểu quốc hội và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải vào cuộc dứt điểm những người dân quan ba miền để dân chúng tôi có một đời sống ổn định. Dân chúng tôi muốn về nhà mà không được, đất cướp nhà. Bây giờ dân chúng tôi không còn cái gì để mất hết, bây giờ còn những sinh mạng của dân chúng tôi thôi. Nếu mà không giải quyết cho dân chúng tôi thì chẳng thà đem bắn chúng tôi hết đi. Những người bị lũ lụt là bị cứu trợ, những người bị cháy nhà cũng vẫn cứu trợ, nhưng chúng tôi có nhà có đất thật sự bị cướp rồi các vị ở Trung ương ngoảnh mặt làm ngơ, vô tình máu lạnh với người dân chúng tôi. Yêu cầu đại biểu quốc hội, chủ tịch quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải vào cuộc sớm giải quyết cho những người dân quan chúng tôi có một đời sống ổn định ba miền và 63 tỉnh thành. Nó bao kia cho mấy thằng này nè, mấy thằng này.